Thì bây giờ là em sẽ mục sở thị trực tiếp để xem như nào mọi người nhá. Ừ, rất gần rụp rụp mà. Tinh sầm, tinh sỏi, tinh mọi thân mà lô. Sạc ngân, sạc rèn, mưng leo lô. Sạc ngân, sạc xèo, mưng leo lô. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Đây này, nhìn nó đá lên, nó chưa? Lên luôn. Ừ, lên luôn. Mọi người ơi, lên luôn rồi. Đấy, 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 cho mọi người xem. Đây. Lên rồi, lên này. Lên rồi, bấm đây. Hiếu View xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại xóm Lũng Sạng, xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Và ở đây có một cái hiện tượng vô cùng là kỳ lạ mà quý vị và các bạn chắc là cũng đã nghe những cái thông tin đấy ở trên báo chí hay là các cái phương tiện thông tin truyền thông rồi. Đó chính là ở đây có một cái mó nước thần hay là cái hang nước ấy, mà khi mà nghe thấy tiếng người thì nước ở trong hang sẽ tự động dâng lên. Thế bây giờ là để mục sở thị trực tiếp xem là cái hiện tượng kỳ lạ đấy nó có đúng là sự thật hay không nhé. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiếu View xuống để vào khám phá trực tiếp để xem là cái hiện tượng kỳ lạ của cái hang đấy là như thế nào. Đấy, và ngay khu vực này, ngay bên đường mà có cái điểm đến mỏ nước thần thì ở đây đã có một cái bảng thông tin ghi chi tiết cũng như là giới thiệu về mỏ nước thần hay là các cái câu chuyện, các cái truyền thuyết về mỏ nước thần được ghi chi tiết ở đây. Đấy, và nhìn cái quãng đường từ đây sang mỏ nước thần thì đã được làm bằng xây bằng đá và đường đi cũng khá là khang trang và sạch sẽ rồi. Mà quãng đường là khoảng 150m thôi mọi người ạ. Đấy, và theo như em quan sát quanh đây thì khu vực này là toàn là đồi núi thôi và cũng không có một cái nhà nào ở đây cả. Rất là hoang vu. À kia, đằng kia là cũng có nhà ở đằng kia mọi người kìa. Và kia chính là mỏ nước thần, nằm ở nơi sâu nhất của cái thung lũng. Đấy, và xung quanh là đã được kè bằng đá và có những bậc thang được xây lên là bằng đá để cho du khách có thể đến đây tham quan và khám phá. Đây, không biết mỏ này hay là cái mỏ bên này, à đây đây, chắc là mỏ này. Bởi vì là có những cái dấu tích như là người dân cũng đã gõ ở kia rất là nhiều, không biết nước có lên không? Có đấy. Gõ lên, à, gõ lên đấy. À không nọ, trước là mình gõ ở đây nhỉ? Gõ lên à cô? Ờ. Đây cái này nhỉ? Đây bên này mới là đúng, đấy, bên đấy. Đây cái này mới phải. Chị ơi, lấy tiền không đây? Đây đây, có mỏ này. Này. Các cô đã vào đây lần nào chưa? Lần đầu tiên. Thế đã cái lần trước mình gõ nước có lên không? Có lên à. À thế ạ. Tinh sầm, tinh sôi, tinh mỏi ơi, hân mà ô. Sạc gần, sạc sèn, mưng leo lô. Đấy, cô vừa đọc thần chú và cô vừa gõ nha mọi người nhá, để xem là nước có lên đúng như lời đồn không nhá. Nà, đang lên đây, dâng đây, đang lên rồi đấy. Đâu? Đây đang lên rồi đây. Em lấy cái kia về sạch vào đấy xong. Thì nó lấy đến đây thôi. Bây giờ nước ít nó chỉ lên đến đây thôi. Nó phải thân nói. Chị Thuận gõ đi. Tinh sàm, tinh soi, tinh mỏi, tinh... Ông mà ơ, lạc sạc ngần sạc sèn mưng leo lô. Đấy, nó đang lên. Đó, để mọi người quan sát kỹ cái mực nước nha. Ở cái men cái phiến đá kia để xem là nước có lên không nào. Sẽ vứt cái vứt rác xuống đây nhỉ. Đang dâng lên thật mà. Đợt trước mình không tin mà, mình còn bảo mấy cái bà điên. Cái bồn này thì không, bên này thôi, bên kia không đâu. Sao đâu thì. Bây giờ ít nước rồi, nó chỉ dâng lên đến đây thôi. Đã. Trước là nó dâng hết cả cái vùng này mà. À thế ạ. Ừ. Thế nhưng mà sợ tí. Cái ăn lồng các bạn. Chị ạ. Và cái câu thần chú mà quý vị mọi người vừa nghe đó là câu nói bằng tiếng Nùng mọi người nhé. Tiếng mỏi ơi, thân mà vơ. Sạc ngần sạc khèn mưng leo vơ. Hay là mình không biết đọc nhỉ? Đấy, và như từ nãy giờ này em thấy là có ba cô là cũng là người xã bên và đi qua đây và cũng ghé vào đây để tham quan. Thì là cả ba cô đều đã gọi thần chú rồi nhưng em thấy là nước vẫn chưa lên.
Thế là em cũng 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 chờ xem một lúc nữa để xem là nước có lên không mọi người nhá. Đấy, và có một cô là đang bảo là đi tìm xem là có một người dân địa phương nào gần đây không thì nhờ họ đến gọi hộ xem là thử xem nước có lên không, sợ là mình đọc thần chú là chưa đúng. Không nên thở không gì hết. Hay là mùa này nước ít quá. Hân mà lô. Hân mà lô. Hân mà lô đúng không? Ờ. Sặc có nghĩa là không lên là trộm vàng trộm bạc trộm tiền hết. Vâng, hân mà lô đúng không? Hân mà là lên đi. Đấy. Thế vừa rồi là em đã hỏi lại cái câu thần chú của cô ở đây, thì bây giờ là em sẽ thử gọi xem là nước có lên không mọi người nhá. Gõ một lúc thì lên nhưng mà gõ từ nãy giờ. Cô ơi, để cháu xin phép cháu thử gõ xem là như nào nhá. Đây, sẽ phải cầm vào cái hòn đá to như này mọi người này, xong bắt đầu sẽ gõ vào cái phiến đá ở bên cạnh cửa hang như này. Đấy, và khi gõ thì chúng ta sẽ đọc thần chú. Thì bây giờ là em sẽ mục sở thị trực tiếp để xem như nào mọi người nhá. Ừ, rất gần rụp rụp mà. Tinh sầm, tinh sỏi, tinh mọi. Hân mà lô. Sắc ngân sắc xèo mưng leo lô. Sắc ngân sắc xèo mưng leo lô. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Đây này, nhìn hòn đá lên, chưa? Lên, lên, lên. Lên luôn rồi. Đấy, 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 cho mọi người xem. Đấy. Lên rồi, lên rồi, lên này. Lên rồi, lên này, bầm đây. Đấy, gì nữa. Chị quay đi. Đây, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy nước lên chưa? Dâng thật nè, lên thật. Đấy, em vừa gõ là lên thật nhá mọi người nhá. Đây này. Nên nhìn thấy luôn. Đấy, đây nhìn thấy luôn. Đấy, nước đang chảy đúng đúng vào đây này, đang dâng lên này. Vứt cái kia đi. Tệ đâu nhỉ? Tí đây là... mỏ nước thần đây mọi người ơi. Đấy, nước đang dâng đây. Dâng cứ gõ đi một lúc nó khắc lên. Và không biết gọi tiếng kinh không lên. Đấy mà mọi người không nhìn bây giờ nước lại đang xuống này. Ừ, nó chỉ lên tí xong xuống. Vâng, lên được lúc này chỗ này không có tí nào luôn này, bây giờ lên. Đây này, nãy đặt tiền là ở chỗ này là khô mà, phải không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà hai câu thần chú cuối cùng là không phải đâu. Nhưng mà đọc lại lên nữa. Hay là mình vừa đọc được. Không, là khá là đã là em phải ngồi. Vừa đọc vừa cười nó không nghe. Nghiêm chỉnh mới được qua đấy. Chị Linh cười. Vâng. Chị Thuận là cười. Bởi vì là mình không biết nói tiếng này, mình cứ mò mẫm. Đồng An à, Đồng An à. Bây giờ đang xuống phải không? Lúc đầu là ở khe lúc này chỗ này không có tí nào. Đang xuống rồi. Bây giờ là lên này, lên nhiều ấy. Nên nhìn thấy luôn mà. Kẻ cũng lạ nhỉ, gõ mà lại lên được nước. Ờ, không giải thích. Sao mà mấy khoa học không giải thích được nhỉ? Vâng. Bao nhiêu khoa học rồi. Khó giải thích thật đấy. Nhưng mà mùa mưa thì là nó ướt tràn hết lên đây nhỉ? Vâng ạ. Nó lên đến tận trên này. Trên trên này nó lại trước, đi xuống đây lộn cổ. Nhưng mà theo em nghĩ thì chắc là kết cấu trong hang này nó phải có một cái gì đó rất là đặc biệt. Và khi chúng ta gõ vào cái phiến đá kia hoặc là chúng ta phát ra tiếng nói thì là âm thanh hoặc là tiếng động nó sẽ tạo ra một cái sóng, một cái từ trường như nào đấy mọi người ạ. Và nó có một cái kết cấu vật lý như nào đấy thì nó sẽ đẩy nước dâng lên. Đấy, theo em hiểu là như vậy. Còn mọi người chứng kiến cái hiện tượng vừa rồi thì mọi người có thể theo cái suy luận của mình nhá. Lên thật mà. Anh đi đứa xem phây là cứ vào. Ôi, vào nó cũng biết đau đâu. Các bạn thấy không? Nãy là nước gọi cao, bây giờ nước lại rút xuống một tí rồi. Đấy, và cái đồng tiền 1.000 kia là bị mắc vào cái phiến đá kia mọi người cả. Lúc nãy là hai tờ là trôi. Đây mắc cạn đây rồi chứ. Mắc rồi. Biết nói chưa? Không. Đập bây giờ là đập thử thôi. Đập ba phát. Đấy, cứ để đồng tiền kia nó dính ở tảng kia. Không lên, lên phát lúc nãy là lên ùn ùn luôn. Lên ùn luôn. Vâng, lên to này là đấy, không đọc lên. Đọc phải đọc to như em mà nghiêm chỉnh đọc cũng được. Các bá đọc cứ cười thế là nó. Giờ đến lượt chị Phương. Nước đang hút mạnh. Đây này. Đấy, nhưng vừa rồi là mọi người đã được chứng kiến cái hiện tượng là em đọc cái câu thần chú bằng tiếng Nùng và nước ở trong hang đã dâng lên. Thế bây giờ thì mọi người đã có cái câu trả lời cho chính mình rồi về cái hiện tượng kỳ lạ tại cái món nước thần ở Cao Bằng mà khi nghe thấy con người đọc câu thần chú thì nước ở trong hang sẽ tự động dâng lên, là có đúng sự thật hay không rồi nhá. Món nước thần này nằm ở bản Lũng Sạn, xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đấy, và xã Hồng Quang này với diện tích là khoảng 28 km² và với dân số là khoảng 2,3 nghìn người. Đời sống người dân thì là nông thôn và làm ruộng. Và cái khoảng cách tính từ trung tâm thành phố đến cái món nước thần này là khoảng hơn 40 km.
Như vậy nếu quý vị các bạn mà có lên Cao Bằng đi du lịch, đi nghỉ dưỡng thì có thể vào Mỏ Nước Thần này để mục sở thị trực tiếp và để tham quan khám phá nhé. Với khoảng cách cũng không xa lắm và quãng đường đi cũng khá là thuận tiện và thoải mái. Ngày hôm nay thì em đã đi khám phá, tìm hiểu chi tiết về món nước thần này rồi. Bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc cái video ở đây. Em xin chào tất cả quý vị và các bạn.